sale. Nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, lại là mình đây, là Mai Vương đây, và chúng ta cùng đến với tựa game này một lần nữa. Tại vì ngày hôm qua là Mai có làm clip nói với mọi người là sẽ còn vật phẩm tiếp theo, và các bạn có thể nhìn thấy là cái ba lô trên vai của mình nè. Thì đây là một trong những vật phẩm mà mình đã lấy được rồi. Ở video trước thì Mai có hướng dẫn mọi người cách để mà lấy cái nón này nè. Thì thu thập đủ 100 cái bánh răng là sẽ có được cái vật phẩm này. Tiếp theo đó là cái ba lô trên vai của mình. Thì các bạn sẽ phải nhảy tất cả các địa điểm nhảy trong cái map này. Thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn nha. Còn cái bộ đồ này thì các bạn sẽ đua hết tất cả những cái vòng đua trong đây. Bây giờ thì Mai sẽ bật cái bản đồ lên cho mọi người coi nè. Mình sẽ nói trước về cái vấn đề mà các bạn đua xe. Thì các bạn nhìn thấy ở những khu vực trên bản đồ này có những cái lá cờ á, thì đó là những khu vực mà các bạn vào đua. Thì các bạn cứ hoàn thành hết ở mỗi khu vực. Là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 địa điểm. 6 địa điểm đua, các bạn phải hoàn thành hết sẽ có được bộ đồ nha. Còn về phần cái ba lô á, thì các bạn sẽ tìm cho mình những cái khu vực mà dấu chấm hỏi có trên bản đồ và đi đến những cái khu vực zoom nhảy này nè. Bay qua đây. Đó. Bạn nào mà máy yếu thì chơi game này mình nghĩ là nó sẽ hơi khó chịu một xíu á nha. Như Mai nói lúc nãy, nếu mà các bạn đã nhảy đến cái khu vực mà nó yêu cầu như thế này và muốn biết cái địa điểm tiếp theo thì các bạn bật cái bản đồ lên cho mình và tìm cái chỗ nào dấu chấm hỏi đó. Sau đó thì hãy chọn cái phần mà nó hướng dẫn các bạn đi đến cái dấu chấm hỏi. Đây. Và sẽ có một số cái dấu chấm hỏi là cái khu vực mà đường đua chứ không phải là cái chỗ nhảy như thế này đâu. Thì nếu mà các bạn đi đến cái dấu chấm hỏi đó và nó không có một cái bục nhảy nào á, thì hãy tìm dấu chấm hỏi tiếp theo. Đoạn này thì mình sẽ cho mọi người coi là những cái bục mà mình nhảy qua nha. Nói thật với mọi người là khi mà đua mấy cái này xong á, nhảy mấy cái bục này xong là bắt đầu Mai cảm thấy là hơi chóng mặt rồi đó. Và đây cũng là cái bục cuối cùng mà Mai hoàn thành nè. Vừa mới nhảy qua là đã có huy hiệu như thế này đây. Thì các bạn hãy cố gắng nhảy hết tất cả những cái dấu chấm hỏi trên bản đồ nha. Thì sẽ nhận được cái vật phẩm là cái ba lô rùa này cũng khá là ok. Còn về bộ đồ thì như Mai nói rồi cũng khá là tương tự như là cái việc mà các bạn sẽ nhảy từng cái dấu chấm hỏi. Thì các bạn sẽ đến với những khu vực lá cờ để mà hoàn thành các trận đua thì sẽ nhận được bộ đồ nha. Ok, chúc các bạn làm sự kiện thành công và hẹn gặp mọi người ở những vật phẩm miễn phí tiếp theo nhé. Bye bye!